chào Cương Bà và anh chị em đã đến với chương trình phỏng vấn của Clara Studio. Tôi là Linh Mục Vũ Hải Đăng thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo xứ Nhà Chúa. Ngày hôm nay tôi có một cái dịp để phỏng vấn một người bạn của tôi, đó là Linh Mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm. Ngài thuộc dòng tu hội Tận Hiến. Và một Linh Mục và vừa là bác sĩ, cha Tâm thì cha đã từng học Biology và Psychology ở UCLA. Và cha là một người bổn đạo mới, tại vì trước đây cha không phải là người Công giáo, và cha đã theo đạo và cha đi học thần học ở Notre Dame Seminary ở New Orleans cùng trường với tôi. Cha Tâm thì trẻ hơn tôi rồi, nhưng mà cha Tâm rất giỏi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng tôi muốn mời cha Tâm nói chuyện với chúng ta, bởi vì cha Tâm đang là ở front line, ở tuyến đầu, cha sống ở Houston, thế nhưng mà cha đã tình nguyện rời bỏ cái nơi gọi là xứ sở bình yên của cha để cha tới nơi cái vùng dịch tại New York, là một cái ổ dịch lớn nhất thế giới ngày nay. Vậy bây giờ đây tôi xin được có lời hỏi thăm cha Tâm. Cha Tâm ơi, cha có thể cha chào khán giả một chút được không ạ? Dạ vâng, tôi là Linh Mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào cha Hải Đăng, cũng như xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, và rất là vui mừng được tiếp chuyện với cha Hải Đăng hôm nay. Dạ thưa cha Tâm, vô lẹ, tại vì cha Tâm biết sao, con biết được rằng cha Tâm hiện nay rất là bận, đang là mặc những cái chiếc áo như vậy thì con biết được rằng nó rất khó chịu. Bởi vì chính ngay con thôi, khi mà con đi con xức dầu cho bệnh nhân, đó là con chỉ đeo cái N95 đó, chỉ có một thời gian ngắn thôi mà rất là khó chịu rồi. Vậy cha Tâm mặc độ như thế, cha sẽ mặc trong vòng bao nhiêu tiếng trong một ngày? Dạ, thông thường đó thì ở trong còn có cái áo trắng đấy cha, rồi ở phía ngoài này đó là cái áo màu xanh, là khi nào mà mình vào phòng bệnh nhân đó thì mình cần bận vô. Bởi vì lý do khi mà vào phòng bệnh nhân rồi đó, nhiều khi nó nhiễm trùng, thì mình ra khỏi phòng bệnh nhân thì mình tháo cái áo này mình bỏ ra. Dạ. Tuy nhiên thì đó thì khi nào mà chỉ vào phòng bệnh nhân thì cần đeo cái này vô thôi. Còn nhưng mà ở đây con ở trong cái này là cái unit ICU, cho nên hầu như họ yêu cầu là mọi người mình đều phải mang như vậy. Dạ. Dạ thưa, nhưng mà cha cho con hỏi là cha mặc cái áo đó, cha mặc một lần xong cha bỏ đi hay là cha sẽ mặc lại một lần khác? Dạ, cái áo phía trong á, áo màu trắng phía trong á, nó phòng chống chính á, thì mình bận mình dùng tới nhìn lui nhiều ngày. Nhưng mà áo phía ngoài đó, khi mà mình ra khỏi cái ICU unit, cái áo mà màu xanh nè, ra khỏi ICU unit thì mình tháo mình bỏ ra. Dạ, họ không có muốn mình mang đi vòng vòng ở cả bệnh viện, nhiều khi mình lại lây nhiễm như những người khác. Dạ, thưa cha có thể cho chúng con biết là cha đã đến New York từ hôm nào và cha đang làm ở bệnh viện nào ạ? Dạ vâng, thưa cha Đăng, con tới New York khởi hành rồi Houston là hôm thứ hai của tuần thánh. Đi từ Houston bay tới phi trường Newark, rồi qua ngày hôm thứ ba thì bắt đầu làm việc. Thì khi mà hỏi con là cái hệ thống của City of New York ở đây đó có 7 cái bệnh viện khác nhau, thì ông muốn làm bệnh viện nào? Thì con thấy là tôi volunteer lên đây, tôi muốn làm để giúp. Và vì vậy mà chỗ nào mà bận nhất thì tôi làm. Thì họ gửi con về đây là cái bệnh viện gọi là Amherst Hospital, cái ở bên vùng Queen chứ không phải là Manhattan. Vùng Queen là một trong những vùng nghèo ở cái khu vực New York City này. Ở New York City này có 3 cái vùng nghèo, là thứ nhất là Bronx, thứ hai là Queen và thứ ba là Brooklyn. Thì 3 cái khu đó đều khá nghèo, và bởi vì nghèo đó cho nên người bị bệnh rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là họ sống gần gũi với nhau nhiều đó, cho nên họ dễ bị lây lan bệnh với nhau. Và điều thứ hai là cái khả năng mà học vấn của họ cũng hơi thấp, và vì vậy mà thông thường họ bị bệnh rất là nhiều. Cho nên nói tóm lại thì khu này đó bệnh nhân rất là nhiều cha, và đây là cái ổ, tức là cái tâm điểm của epicenter của cái trung tâm bệnh dịch ở vùng New York City này. Dạ, cha có thể cho mọi người biết được cái cảm tưởng của cha khi mà cha bước tới những cái bệnh viện đó, và khi cha gặp chỗ những người mà bị bệnh và bị chết nhiều quá, mà cha lại là một người vừa là linh mục và vừa là bác sĩ nữa. Vậy cả hai cái nhiệm vụ song hành đó, nó có làm cho cha có trở ngại gì cho công việc cha làm việc không? Dạ vâng, thứ nhất là nói về cái cảm tưởng mà khi con tới đây con làm việc đó, thì ở nhà nhiều khi mình ở Houston đó, thì mình không có cảm thấy nhiều, mình cứ nghe về cái chuyện này thôi. Nhưng mà khi mà mình tới đây mình mới thật sự là thấy rõ là cái sự nguy hiểm ở những cái nơi này. Bởi vì thật sự thì cái con vi trùng đó, nó là cái vô hình, mình không có thấy được.
Và vì vậy đó mà có thể nó ở bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi nào, và nơi đây thì 95% là bệnh nhân là bệnh nhân nhiễm COVID hết. Cho nên vì vậy đó mà cái vi trùng ở đây rất là nhiều, mình không thấy được, và đặc biệt là khi mà vào phòng bệnh nhân với cha thì mình lại càng sợ hãi hơn nữa. Dạ, bởi vì trong phòng bệnh nhân thì một cái phòng nhỏ như vậy mà bệnh nhân họ ở trong đó cả ngày, và cái những người mà vào đây là có nghĩa là cái tình trạng mà nhiễm của họ nó rất là nặng rồi, và vì vậy mà vi trùng rất là nhiều, và vì vậy đó mà cảm thấy cũng 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 hơi lo lắng. Bởi vì cái tình trạng mà bệnh ở đây nó nhiều, nhưng mà thật sự thì lo lắng như vậy, nhưng mà tất cả mọi người ở đây ở trong cái tuyến đầu, những người bác sĩ, những người y tá, những người làm việc ở đây thì cũng đều làm việc bình thường mà thôi. Đó là cái trách nhiệm của họ để làm những công việc này, cho nên thật sự thì khi vào bước vào đó thì hơi lo hơi sợ, nhưng mà khi vào đây rồi cùng làm việc với mọi người thì cái đó là cái trách nhiệm của mình đối với những người bệnh nhân, cũng như trách nhiệm của mình đối với những cái thành viên ở trong cái đội của mình, và vì vậy mà cũng phải làm việc thôi. Dạ. Thưa Rồi cha, còn trả con lại được câu biết hỏi được cao rằng, thứ dạ. cha nói tiếp nha. Dạ vâng, trả lại câu hỏi thứ hai của cha Hải Đăng đó, về cái hai cái vai trò, một vai trò là một người bác sĩ khoa, một vai trò là linh mục đó. Thì thật sự thì con cũng may mắn là con tới đây thì cái ông chief của thành phố New York cho con làm cái việc này cũng rất là thích hợp, là con ở trong cái team nó kêu là palliative care, là cái trách nhiệm của team cho con á. Thứ nhất á, là giúp cho những cái người bệnh nhân mà họ đang hấp hối, giúp bằng cách nào, nhiều khi họ đang hấp hối như vậy đó thì gia đình có cái trách nhiệm là họ phải phải quyết định là thí dụ mà tim bệnh nhân có ngừng đập thì có làm cái hồi sức cho bệnh nhân hay không. Thì ở team của tụi con là có bác sĩ, và vì vậy mà có kiến thức y khoa, mình đọc cái hồ sơ bệnh nhân rồi mình gọi cho gia đình, mình giải thích với gia đình và nói với gia đình là cho dầu nếu mà có làm cái hồi sức trở lại thì có lẽ cái kết quả cũng không có khả quan lắm, để gia đình có thể đi tới quyết định là họ có muốn hồi sức cho bệnh nhân hay không. Rồi điều thứ hai nữa đó là nhiều khi có những người bệnh nhân hấp hối mà gia đình hễ mà vô đây rồi thì không còn thấy bệnh nhân nữa, mà nếu một bệnh nhân bị coma, bị hôn mê rồi đó thì không còn biết tin tức gì bệnh nhân nữa. Cho nên nhiều khi trong những giây phút hấp hối như vậy đó, mình cầm cái iPhone rồi mình vô rồi mình FaceTime cho những người trong gia đình, rồi họ có thể nói những lời giả biệt, rồi họ cầu nguyện cho bệnh nhân, rồi họ khóc, rồi họ nói những lời giả biệt đối với gia đình họ, là những cái giây phút cuối cùng mà gia đình có thể thấy bệnh nhân được. Dạ. Thưa cha, cái việc mà của cha làm đó thì con cũng đã từng làm, tại vì ở bên Seattle này đây là cái vùng ổ dịch đầu tiên tại nước Mỹ, và con cũng có vô trong bệnh viện, và lúc mà con cũng quay những cái đoạn phim và con để cho người nhà biết được rằng thì cái đó con cũng phải xin phép, cũng phải nói, phải được cho phép. Thế nhưng mà con biết được gần một số nơi bây giờ họ cấm, họ không cho làm cái chuyện đó, không biết là bên chỗ cha như thế nào. Dạ, thật sự cái này không phải là mình quay phim, nhưng mà mình FaceTime, tức là live luôn. Rồi người dạ rồi gia đình họ thấy bệnh nhân live lúc đó. Dạ, cái này mình FaceTime chứ phải mà là quay phim, rồi mình chuyển cho gia đình. Dạ, rồi gia đình họ thấy người bệnh nhân rồi họ nói chuyện. Dạ, chứ không phải quay phim. Rồi rồi mấy cái hình đó khi mà cha chụp hay là cha đưa lên trên Facebook như vậy đó cha, là tại vì con cũng sợ rằng rằng có phải có phép của những người đó về, không biết như thế nào cha. Dạ, thật sự mình không có chụp hình người bệnh nhân. Dạ, mình chụp hình Đâu vậy những ta? người mà làm việc ở đây. Dạ. Cho Ok, nên vì vậy đó mà mình xin phép. Dạ. Ok, và tại vì thưa cha, con muốn hỏi cha là bây giờ tại vì vấn đề mà mấy cái hệ thống thở đó nó rất là đang là khan hiếm, và mình là bệnh nhân rất là nhiều nữa. Vậy cha lúc mà cha làm như việc như vậy, cha có thấy là có cái chọn lựa không, là cứu người nào và để người nào ra đi không cha? Dạ, thật sự thì đối với cái đội của con đó thì không có phải quyết định làm những cái quyết định tối hậu như vậy, cho nên con cũng chưa có phải đối diện với là những cái câu hỏi, những cái câu hỏi hóc búa như vậy. Nhưng mà thật sự thì con thấy thì chung chung ở đây đó thì những cái máy thở cũng chưa đến nỗi gì khan hiếm, tức là không, con thấy bệnh viện chưa có phải mà từ chối người bệnh nhân nào nếu mà người bệnh nhân đó cần máy thở. Bởi vì hôm qua tin tức ở trong bệnh viện cũng có nói đó là ở cái hãng xe Tesla đó, họ cũng vừa mới donate khoảng đâu 50 cái máy thở nữa, cái CPAP máy thở để cho giúp cho bệnh bệnh viện ở đây.
Cho nên con nghĩ là cái cũng đối với đây thì tình trạng đó chưa phải là khan hiếm, và vì vậy có lẽ họ chưa phải đối diện với những cái câu hỏi hóc búa như vậy. Và nếu có lẽ khi mà họ phải đối diện như vậy đó thì có lẽ họ cũng phải tới để xin để hỏi ý kiến của palliative care, cái đội của con ở đây. Thưa cha, cha có thể nói thêm về cái số mà bây giờ đó, những người nhiễm bệnh bây giờ càng ngày càng gia tăng, và thấy hôm qua đọc bài của cha viết đó, ngày thứ sáu tuần thánh mà ngày hôm đó đã chết tới 777 người, thì cha có thể nói cho chúng con biết về cái tình trạng mà chết nhiều quá thì bây giờ giải quyết như thế nào về vấn đề chôn cất? Dạ, thật sự thì chỉ có ngày hôm qua là chết 777 người thôi. Những ngày trước cũng vẫn chết đều 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 đều. Hôm qua thì con số xuống hơi một chút rồi, ngày hôm trước là 799 người. Cho nên cho tới bây giờ đã hình như là thành phố New York là, con không nhớ chính xác con số, hình như là chết đâu chắc có lẽ 8.000 người. Hơn 8.000 người rồi. Và vì vậy đó mà cái tình trạng mà của tất cả các bệnh viện của thành phố New York này, thứ nhất là cái nhà xác của mỗi cái bệnh viện đó nó đã đầy hết rồi. Và cái tình trạng này nó đã xảy ra lâu rồi, và vì bởi vì đầy như vậy nên họ phải kéo những cái xe mà đông lạnh ghê gớm, nhìn nhìn thì có vẻ ghê gớm, những cái truck đông lạnh để có thể để giữ những cái xác của những người qua đời trong tạm thời trong thời gian này. Mà thành phố New York đó, họ dự trù là sẽ cần 85 cái xe đông lạnh để cho các từ bệnh viện ở thành phố New York này. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là hôm qua tin tức đó có nói đó là con không có được chính 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 thức để đi ra chỗ đó, nhưng mà thấy tin tức nói là như vậy, là ở ngoài một cái đảo của thành phố New York này, nó kêu là Heart Island. Ngày xưa lâu nay đó thì họ sử dụng để cho chôn cất những cái người mà chết mà không có khả năng để chôn cất, hoặc là không có gia đình, tức là chết vô thường nhật ở trên đường phố đó, thì có thể đôi khi họ đem ra cái đảo đó để họ chôn. Thì trong thời gian cách đây họ vài hôm đó, họ đã đào chính chính phủ, tức là thành phố New York City, họ đã đào những cái hố chôn rất là lớn. Có nghĩ bề ngang chắc cũng phải cỡ 14 feet và bề dài chắc cũng cỡ 70 feet. Thì để họ chôn tập thể, là những cái mộ chôn tập thể cho những người đã qua đời mà không có thân nhân để nhận xác. Thì mỗi cái mộ như vậy đó thì họ có nghĩ là họ họ chôn cũng phải là tới từ 70 tới 100 cái quan tài, tại vì họ sắp hai lớp, và rồi cái mỗi chiều ngang như vậy đó 14 feet thì họ để hai cái quan tài bị chiều dài ra, rồi cứ sắp lớp như vậy. Cho nên đó là cái cách giải quyết mà chính phủ bây giờ đang làm cho những người bệnh nhân, những người qua đời mà không có thân nhân để nhận xác. Thưa cha, cho con hỏi là những vấn đề và đồ bảo hộ y tế đó, PPE đó, thì hiện nay nó như thế nào rồi cha? Thật sự thì trước khi con đi từ Houston lên New York đó, thì con nghĩ là ở trên này cũng rất là thiếu thốn, bởi vì khi mà trước khi con đi thì ở vùng Houston cũng thấy những thiếu thốn rồi. Con có những cái anh chị em họ trong cái nhóm thiện nguyện viên đó, họ ở nhà họ may những cái khẩu trang mà may bằng vải nhà đó, rồi họ đem vào bệnh viện để họ cho bệnh viện, và bác sĩ và y tá bệnh viện ở Houston cũng đã xài cái này. Cho nên chúng con nghĩ là trên này rất là thiếu thốn, và vì vậy mà khi đi đó thì có xin một mớ những cái khẩu trang N95 hoặc là khẩu trang surgical thường, rồi đồng thời có một số những cái áo bảo hộ lên đây, rồi cũng có những cái face mask mà may ở nhà để lên đây để tặng cho các bệnh viện ở đây. Nhưng mà lên đây thì thật sự thấy đó là có lẽ bởi vì cái đây là cái tâm điểm của cái dịch bệnh, cho nên chính phủ để ý cũng rất là nhiều, và vì vậy mà những cái supply ở đây, ví dụ như cái áo bảo hộ hoặc là những cái khẩu trang N95 hoặc là những cái găng tay hoặc là cái đồ che đầu nó cũng chưa đến nỗi thiếu thốn lắm. Dĩ nhiên là không xài bình thường như ngày xưa, ví dụ như cái khẩu trang N95 này con xài là cũng tới hôm nay là 4 ngày rồi, cũng chưa có thay. Ngày xưa thì cứ khoảng khoảng đi ra một chút xíu xíu là mình vất. Hoặc là cái áo này đó thì mình nếu mà ở trong cái ICU á, thì mình bận cả ngày cái áo phía ngoài. Ngày xưa đó thì mình vào phòng bệnh nhân, mình ra khỏi phòng là mình lột mình bỏ, nhưng mà bây giờ xài cả ngày. Cho nên tóm lại thì xài rất là cần kiệm, nhưng mà cũng chưa đến nỗi là thiếu thốn. Thưa cha, về cái chuyện mà cha đang xài cái N95 mà cha đã xài 4 ngày rồi đó cha. Tại vì con cũng hôm qua con cũng đọc biết được một bác sĩ ở New York luôn. Ông cũng đã xài cái N95 4 ngày và ngay cả cái găng tay của ông bị rách nữa, và nghe nói là ông đã chết.
Thành ra cái đó rất là nguy hiểm, không biết là mỗi lần cha xài như thế rồi cha khử trùng như thế nào hay là như thế nào chứ, thấy sợ Dạ quá. vâng, thật sự cái N95 là nó bảo vệ rất là tốt cho cái không khí mà mình hít vào. Nhưng mà thông thường tụi con nếu mà vào phòng bệnh nhân á, thì bịt thêm một cái khẩu trang, nó kêu là cái surgical mask đó. Dạ, thì bịt ở ngoài để mình giữ cái vi trùng nó đỡ đỡ trước. Thì cái đó mỗi ngày mình vất ra mình bỏ, còn cái N95 mình giữ lại. Thưa cha, lúc mà con đeo cái N95 đó, dù rằng chỉ vô bệnh viện nhiều khi 1 tiếng hoặc là hơn một chút thôi, hay là ngay cả bây giờ giải tội trong cái thời dịch bệnh như thế này nó đeo vào á, mà nhiều khi cúi gần gần tới bệnh nhân, tại nhiều khi lúc họ cũng chỉ nói thở phào phở, họ chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, tại vì họ cũng thiếu thiếu hơi đó. Thành ra mới đầu thì con vô con cũng sợ lắm, nhưng mà lúc sau này khi mà họ giải tội, mình nghe lời họ để mình giải tội cho họ đó, xong mình ban bí tích cho họ sức dầu và ban bí tích cho họ, thì con cảm thấy có một cái niềm vui là mình đã cứu họ. Rõ ràng đó là con không phải là bác sĩ để con có thể cứu họ về phân phần thể xác, nhưng mà qua cái bí tích giải tội và đưa Chúa đến với họ như thế thì con cũng cảm thấy rất là an tâm. Vậy cái lúc mà cha làm việc ở ngay trong bệnh viện đó bây giờ đó, cha có gặp những cái trường hợp nào cha giải tội hay là cha sức dầu cho bệnh nhân người Công giáo ở đó chưa? Dạ vâng, cảm ơn ơn gọi của cha Hải Đăng và cái những cái sự hy sinh của cha trên Seattle. Thật sự thì trên Seattle con nghĩ là nó cũng rất là tệ, cũng không có thua gì này bao nhiêu. Và cha cũng biết rồi, mỗi lần mà đi tới vào phòng bệnh nhân như vậy đó là một cái lần mà mình phải đối diện với những cái tử thần mà đang rình rập ở chung quanh, không biết nó nằm ở chỗ nào nó rình rập mình. Dạ vâng, thì thật sự thì đối với con thế này đó cũng may cha. Dạ, Chúa cũng thương là con được dịp để con có sức dầu cho bệnh nhân. Bởi vì những người bệnh nhân này họ hôn mê rồi, họ nằm ở trong ICU, ống thở đặt vào cổ, cho nên họ không có nói chuyện được. Rồi đồng thời ống thở đặt vào cổ thì cho họ thuốc mê để họ ngủ, để không có khó chịu, cho nên hầu như họ hôn mê. Và những người thật sự những người đang hấp hối rồi, chứ không phải là chỉ hôn mê không mà hấp hối rồi. Thì linh mục đó ở đây cũng có một cha làm chaplain ở trong này, nhưng mà linh mục thì không có được vào những cái khu vực ICU này như là con vào được. Cha mà chaplain ở đây thì chỉ có vào cái khu vực mà bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, không đến nỗi gì lắm. Dạ, cho nên tóm lại thì con được may mắn con vào ở trong cái khu ICU này, mà cha chaplain không có vào được, cho nên con giúp cho những người bệnh nhân ở trong này. Dạ, thì Thưa từ hôm cha, con vào đây làm việc, đã trái từ đấy hôm cha, con vào đây làm việc khoảng tới hôm nay là 3 ngày rồi đó, thì con sức dầu cũng như con là ban bí tích giải tội cho khoảng 4 người. cha lúc mà khi mà mình làm những cái công việc này đó, và đặc biệt là trong cái tuần thánh Tam Nhật Thánh nữa đó, cha có cảm nghiệm như thế nào trong cái tuần thương khó khi mà Chúa bước vào cái cuộc khổ nạn của Chúa, thì bây giờ cả nhân loại chúng ta cũng đang bước vào cuộc khổ nạn. Cha có những cái ý tưởng như thế nào chưa? Dạ vâng, thật sự thì chưa bao giờ mà con sống cái tuần thánh mà cảm thấy ý nghĩa như là cái tuần thánh mà con đang làm việc ở đây. Bắt đầu đầu tuần thánh á, con lại nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu bị bắt rồi để chịu đánh đập đó. Thì khi mà Chúa vào như vậy đó thì có lẽ Chúa cũng rất là sợ hãi. Ngày xưa giờ con không nghĩ nhiều tới cái chuyện mà cái cảm tưởng của Chúa như thế nào, nhưng mà có lẽ khi bước vào như vậy, đối diện với cái chết, đối diện với sự đau khổ trong cuộc đời đó, thì có lẽ Chúa cũng sợ hãi, nhưng mà Chúa cũng cất bước, Chúa đi vào, can đảm để đi vào, bởi vì tình thương con người cũng như tình thương sự vâng lời với Chúa Cha mà Chúa đi vào. Thì con khi mà đầu tuần thánh đó, con bắt đầu con làm việc ở đây đó, con cũng có cảm tưởng được bước theo những cái bước chân của Chúa ngày xưa đi vào thành Jerusalem. Không phải có cá nhân con, nhưng mà có tất cả những người ở chung quanh đây, những người mà đang làm việc với những bệnh nhân ở đây. Thật sự đó, họ đối diện với những cái nguy hiểm mỗi ngày, đối diện với cái chết mỗi ngày. Cái sinh mạng họ thì phải bị đối diện mỗi ngày như vậy đó, nhưng mà họ vẫn can đảm họ làm. Cho nên con thật sự con cũng cảm nhận được cái điều đó của Chúa Giêsu là ngày xưa. Rồi ngay cả ngày hôm qua là ngày thứ 5 đó, là Chúa đã trong giáo hội chúng ta đã cử hành cái nghi thức Chúa rửa chân
cho các môn đệ của Ngài. Thì thật sự thì đối với con cũng nhìn những người xung quanh, con cũng cảm nghiệm được những điều đó. Ngày xưa Chúa rửa chân cho các môn đệ bởi vì tình thương của Ngài dành cho các môn đệ và sự phục vụ của Chúa để làm cái cử chỉ đó, để làm gương cho các môn đệ, để sau này các môn đệ noi theo. À, khi mà con hôm qua nhìn những người xung quanh họ làm việc đó, không phải chỉ có y tá, chỉ có bác sĩ không, nhưng mà những người khác nữa, những người mà họ họ mang cơm, họ mang những cái tray đồ ăn tới cho bệnh nhân, những người bệnh nhân mà họ còn tỉnh táo đó, dạ, thì mang cái tray đồ ăn tới cho bệnh nhân, rồi họ cũng phải đối diện với những cái nguy hiểm của vi trùng ở đây, rồi những người mà họ vào để họ dọn dẹp cái phòng đó, họ lấy rác ra họ dọn dẹp phòng, hoặc là họ dọn dẹp những cái phía bên ngoài hành lang thôi, nhưng mà cũng là đối diện với những cái nguy hiểm của cái bệnh dịch ở đây, thì con cũng cảm nhận được cái tình thương của họ. Ngày xưa Chúa làm những điều đó, những cái sự phục vụ để tỏ tình thương, thì con thấy nhiều khi con cũng cảm tưởng là những người này không biết là niềm tin của họ là niềm tin gì, có phải Công giáo hay không, hay là Kitô giáo hay không, nhưng mà họ làm những cái điều đó. Ngày xưa Chúa nói là nếu mà vì dấu này mà các con nhận ta là các con là môn đệ của thầy, là có con thương yêu nhau. Con thấy là nhiều khi mình cứ nghĩ những người khác, mình muốn rao truyền cái lời Chúa cho những người khác hoặc là mang Chúa tới những người khác, nhưng mà họ đã là những cái tư hữu rồi, có thể họ chưa biết Chúa Giêsu, hoặc là họ chưa phải là người Công giáo, nhưng mà họ đã là cư tư hữu rồi qua những cái cử chỉ phục vụ của họ như vậy. Rồi cũng vậy, hôm qua là ngày thứ sáu tuần thánh, là cái ngày mà Chúa kỷ niệm Chúa đã chịu chết đó, thì con nhìn thứ nhất là những cái sự đau khổ của Chúa trên thập giá đó, con cũng có cảm tưởng là thật sự thì nhiều khi con người của mình đối diện với những cái khổ, những cái khó khăn ở trong cuộc sống này, mình cứ đặt câu hỏi là Chúa có thương yêu mình không, hay là Chúa đang hiện diện ở đâu ở trong cái sự đau khổ này, tại sao những người bệnh như vậy, họ nằm như vậy, để họ chịu đau khổ như vậy. Nhưng mà lại con nhớ lại cái hình ảnh của Chúa ngày xưa, Chúa đã làm gương trước, Chúa dạy cho chúng ta, và Chúa đã mang lấy tất cả những cái đau khổ ở trên thập giá như vậy, thì để đồng hành với chúng ta. Thật sự cái có lẽ nhiều khi cái câu trả lời của sự đau khổ Thiên Chúa ở đâu, mình không có câu trả lời chính xác, nhưng mà Chúa đã làm cái gương trước để Chúa nói với chúng ta là Chúa vẫn đang đồng hành với các con ở trong những cái sự đau khổ này. Dạ. Dạ, đúng như thế thưa cha, tại con cũng đã có cảm nghiệm như vậy. Bởi vì rõ ràng như trong cái tuần thánh này suy nghĩ ra thì thấy rằng đó, vẫn còn có những Veronica, những người đàn bà đã đất can đảm để đi theo Chúa. Rồi chúng ta vẫn còn có những Simon, Cyrene đã vác thánh giá cùng phụ Chúa Giêsu. Con thấy được rằng những người, những bác sĩ, những y tá và những nhân viên y tế bây giờ họ đang làm những việc đó. Và ngay cả những người linh mục của chúng ta nữa cũng là ở front line, chúng ta cũng sẵn sàng tới. Và như cha Tâm biết rằng mỗi lần đó, mà con thì con ở nhà xứ thôi, nhưng mà mỗi lần bạn được nghe bệnh viện hay là người nhà hay gọi phone tới để nhờ sức dầu, là con biết là con đang đi vào giống như là con vào một cái vùng trận đánh mới. Trận đánh này rất nguy hiểm, tại vì chúng ta không thấy kẻ thù, cho nên cái đó là cái rất là một cái gì đó làm con cũng lo thì lo, nhưng mà mình nghĩ là một người chiến sĩ của Chúa, mình cũng là một người, là một Chúa Kitô thứ hai đến để cũng muốn được chia sẻ và muốn được an ủi họ trong những cái giây phút cuối đời của họ. Và thưa cha cho có thể cho con biết được rằng á, là một ngày cha làm việc ở đó bao nhiêu tiếng và cha có thời gian nghỉ dành riêng cho cha như thế nào ạ? Dạ vâng, ở đây thì tụi con chia làm nhiều đội khác nhau. Có những cái medicine team á, thì họ làm 12 tiếng một ngày, mỗi ca như vậy 12 tiếng, từ 8 giờ sáng tới 8 giờ chiều rồi họ đổi ca. Thì người là 8 giờ tối làm tới 8 giờ sáng. Riêng cái đội của con đó là cái đội palliative care, tức là mình chuyên về giúp cho những người ở gia đình của người bệnh, nối kết với họ đó. Và vì vậy mà thông thường tụi con làm tới tối mà thôi, chứ còn không phải làm qua đêm. Cho nên tụi con làm tới thông thường tới khoảng 7-8 giờ tối thì nó hết việc. Thì tụi con kể như là xong một ngày. Dạ. Cảm ơn cha rất là nhiều đã dành thời gian cho Clara Studio và chúng con phỏng vấn cha ngày hôm nay. Như cha biết rằng là cha hoài chương của dòng Don Bosco, cũng như con và một số các linh mục, cũng như là một số các nhóm khác, chúng con cũng cố đang là vận động cũng như là làm việc và để nhờ tới mọi người chúng ta cùng góp một bàn tay để chúng ta giúp san sẻ cho thứ nhất là Mass Safe Life Project,
để gửi đi chơi tới những nơi nào đó cần để những nơi nào cần. Thì chính lúc trước đây thì ở dưới chỗ cha trương cũng đã gửi những cái đó lên để cho con mang đến đây cho những bệnh viện ở trên Seattle và cho những nơi nào cần. Và con cũng cảm nghiệm rằng là giáo dân của chúng ta rất là tốt lành. Khi mà họ nghe chúng con kêu gọi như thế thì họ cũng đã có mang, họ gửi, hay cả những người họ cũng có may những cái mask để có thể để chia sẻ cho những người già, những người nào đó. Bởi vì có lẽ trong tương lai chúng ta biết rằng là luật khi ra đường bây giờ chúng ta sẽ phải dùng cái khẩu trang đó để cho vừa bảo vệ cho chính chúng ta và bảo vệ cho những người khác nữa. Và cảm ơn cha đã dành cái thời gian và cha đã có những cái hy sinh như thế. Thưa cha, là ngày hôm thứ năm vừa rồi, thứ năm tuần thánh nói về linh mục, con đã chia sẻ về ngay cả cái việc của cha đã dấn thân như thế cho mọi người để muốn nói tới những linh mục cũng đã có những cái gương sáng, đặc biệt như chúng ta thấy qua cái tình trạng ở bên Ý như thế, hơn 80 linh mục và ngay cả giám mục đã làm những công việc này và các ngài đã hy sinh. Bởi vì như cha biết được rằng á, mấy cha và là bác sĩ hay là những người y tá hay là những nhân viên y tế, họ được biết một số các cái cách bảo vệ và họ cũng đã được trang bị một cách rất là kỹ càng, thế nhưng mà họ vẫn bị nhiễm bệnh và họ chết. Trong đó còn các linh mục của chúng ta nhiều khi chúng ta trang bị những cái đồ của bảo hộ y tế đó, nó cũng không có được kỹ, hay là nhiều khi mình chưa biết cách xài cho lắm, cho nên cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, bây giờ là giống như giờ nào Chúa gọi đến thì mình đến thì vâng thôi. Và trước khi chấm dứt cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, cha có đôi lời gì đối với chúng con, hay là cha có muốn nhắn nhủ gì với tất cả mọi người không thưa cha? Dạ vâng, dạ cảm ơn cha Hải Đăng cho con được cái dịp này để con chia sẻ cùng quý vị khán giả. Thật sự thì đối với con đó, cái công việc này con làm bởi vì con cảm nhận được cái sự may mắn là con có được học ở trong ngành y khoa để con có thể làm việc này. Nhưng mà con biết là tất cả anh em linh mục chúng ta là những người được kêu gọi để phục vụ những người khác, và con cũng biết chắc chắn là mỗi anh em linh mục chúng ta, cha Hải Đăng, cha Trương cũng như tất cả các linh linh mục khác, mà nếu có được cái cơ hội như con đây thì con chắc chắn là các cha cũng không có ngại ngùng gì, cũng như sẽ sẵn sàng dấn thân để làm những cái công việc con đang làm đây. Cho nên con nghĩ là đối với con đó, cái điều mà con làm là cái chia sẻ cái hình ảnh linh mục, tất cả anh em linh mục đã sẵn sàng phục vụ giáo dân, cho dù trong cái môi trường nào chúng ta cũng muốn lăn xả vào để làm tất cả những điều mà chúng ta làm có thể làm được, để làm chứng cho niềm tin cũng như làm chứng cho cái tình yêu thương của Chúa Giêsu gửi tới mọi người. Và cũng như cha nói đó, người giáo dân cũng rất là muốn hợp tác với anh em chúng ta để làm những cái điều tốt ở trong cuộc đời. Con đi lên đây, con cũng biết là những người giáo dân của con ở dưới kia, những người giáo dân, bạn bè, họ cũng vẫn đồng hành với con, họ hỗ trợ, họ đồng hành với con trong công việc này. Có thể không đi cùng đi với con được, nhưng mà họ đã gửi những món quà tình thương từ dưới Houston con mang lên đây để giúp cho nhà thương ở đây. Và đồng thời thì trong những ngày vừa rồi họ cũng thường xuyên liên lạc, cũng như họ hỗ trợ bằng cách họ qua lời cầu nguyện của anh chị em dưới đó để hỗ trợ con về sức khỏe cũng như về ơn thánh trong những cái thời gian con làm việc ở đến này. Cho nên con nghĩ là đối với anh chị em chúng ta thì cái niềm tin đã mang chúng ta lại gần với nhau, và niềm tin cũng mang chúng ta đến những anh chị em khác qua những cái việc làm của chúng ta. Và cũng hy vọng là trong qua tuần thánh này thì nhiều người sẽ cảm nhận được cái tình thương của Chúa cũng như cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người. Cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn cha. Và có lẽ nhiều khi quý bà anh chị em không biết, chứ còn cha Tâm hát cũng rất là hay nữa. Và thay mặt cho nhóm Linh Ca, bởi vì cha Tâm cũng là trong nhóm Linh Ca của chúng tôi. Chắc có nhiều người ở Houston thì biết tới cha Tâm ở trong nhóm Linh Ca thôi. Còn nhiều người khoa hát chắc có thể bữa nay mới biết được rằng là cha Tâm đã tham gia trong Linh Ca, tức là The Singing Priest của chúng tôi. Và ngay dịp này tôi cũng xin cứ bà và anh chị em hãy cầu nguyện cho cha Nguyễn Hùng Cường, là một nhạc sĩ và cũng đang là ở New York. Và cha mấy hôm vừa qua cha cũng đang nằm ở trong bệnh viện. Và cha rất là sợ là nếu là có thể bị nhiễm cái coronavirus. Thế nhưng mà xét nghiệm ra thì cha không bị cái đó, nhưng mà cha bị nhiễm về cái đường thận của cha. Cho nên xin cúc bà vận chị em chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho cha Hùng Cường trong nhóm Linh Ca, cũng như là cho cha Phạm Hữu Tâm. Một lần nữa thay mặt cho
Clara Studio và tất cả mọi người giáo dân cảm ơn sự hy sinh dấn thân của cha Tâm cũng như của các bác sĩ y tá và các nhân viên y tá, bởi vì chính cha và những bác sĩ y tá là thay mặt cho Chúa Giêsu đang đồng hành với các bệnh nhân trong dịch bệnh coronavirus này. Nguyện xin Chúa ban nhiều bình an, sức khỏe và lòng can đảm cho cha, các bác sĩ, y tá được luôn mở rộng trái tim yêu thương và phục vụ hết mình để cứu những bệnh nhân và cứu những người linh hồn đang cần lòng Chúa thương xót. Cảm ơn cha rất nhiều.